Báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn vừa công bố của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho thấy trong năm 2025, nhu cầu dầu mỏ của Mỹ nói riêng và trên toàn cầu nói chung sẽ không đạt được như dự báo trước đây. Lý do được giải thích là hoạt động kinh tế tại Trung Quốc và Bắc Mỹ đi xuống khiến nhu cầu đầu sẽ giảm. Theo EIA, thì nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng thêm 1,2 triệu thùng một ngày lên hơn 104 triệu thùng một ngày trong năm 2025. Con số này thấp hơn 300.000 thùng một ngày so với ước tính trước đó. Nhu cầu trong năm 2024 dự kiến đạt khoảng 103 triệu thùng một ngày, giảm 20.000 thùng một ngày so với dự báo trước. Quyết định điều chỉnh của EIA thì phản ánh sự giảm sút hoạt động nhập khẩu và lọc dầu của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Ngoài ra, EIA cũng lo ngại về sự suy giảm của sản xuất công nghiệp và tăng trưởng chế tạo Mỹ tại Canada. Bên cạnh đó, thì EIA cũng hạ dự báo giá dầu. Cụ thể thì giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ sẽ ở mức trung bình khoảng 76,91 đô la Mỹ một thùng trong năm 2024, giảm 2,4% so với dự báo trước. Trong khi giá dầu Brent dự kiến sẽ trung bình là 80,89 đô la Mỹ một thùng, giảm 2,3% so với dự báo trước.